Ở này vẫn còn thật này cả nhà. Một thầy sáng. Rộng lắm cả nhà. Đây là phòng vé. Mấy anh em đang làm. Cái này tất cả là một thùng container hết cả nhà. Bên kia là bên đó là núi Bà Đôi Âm nha cả nhà. Đây. Buổi chiều là các em dùng xe đạp để chạy vào đây thể dục nha cả nhà. Hả? Mình được may mắn là mình là ở ngay chỗ này luôn, cho nên là đi vài bước là tới khu này cả nhà. Cho nên là mình cũng tiện là đi quay có gì mới mới hay hay thì đưa lên cho cả nhà xem. À, bây giờ đưa cả nhà mình đi vào công viên nước nha cả nhà. Quá đẹp. Bên đó cũng rộng lắm nha cả nhà. Chưa xong nha. Cái clip này cũng như là một cái sự khai trương cho cái kênh ăn nhậu dân dã của mình nha cả nhà. Hello everyone. Oh. Đông lắm. Phát Thanh Long. What's up? Quá đẹp cả nhà. Ồ, người ta vô người ta tắm kìa cả nhà ơi. Công trình này mà nếu như cả nhà xuống đây cả nhà nghỉ ngơi và cảm thấy rất là xứng đáng nha cả nhà. Vừa không khí trong lành, vừa mát mẻ và vừa thoải mái. Lớn lắm cả nhà. Mấy anh công nhân làm ngày làm đêm luôn cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà ha. Thôi giờ là để quay thêm vô tới đây luôn đi. Thời gian cũng dài lắm rồi cả nhà. Kìa bên kia nó kìa, nhìn kìa cha mấy đống con chuột ưng kìa, đã quá. Chắc chuột đã luôn nhá. Đây mình qua coi cái khu bên đây. Khu bên đây ta vui chơi quá trời. Các em nhỏ rất là thích. Rất là thích những cái khu mà như thế này. Thì anh chị em mình đi xuống đây chơi á. Và dắt em mặc đồ, mặc đồ tắm rồi xuống đây bơi. Nước này được nghe nói là nước suối từ suối Thanh Long đi xuống nha cả nhà, chứ không phải nước ấy nha. Đấy, tụi em tổng vệ sinh, mốt cây chưa. Ok.
có gì phải chơi mình vô. Rồi. À, thấy không? À, tắm luôn. Cái đó tắm à, tắm luôn. Tắm đâu rồi cha? À, rồi các bé vô tắm rồi nè. Đây là khu du lịch núi Cấm nha cả nhà, cho nên là sắp tới là đang đi vào hoạt động cả nhà. Rồi sẵn luôn mình quay cái clip này cũng như là mình khai trương luôn cái kênh là ăn nhậu dân dã của mình luôn nha cả nhà. Bên đây là biển nhân tạo nè cả nhà. À, các em đến đây để thỏa sức mà chơi nha. Thỏa sức mà tung tăng dưới nước nha cả nhà. Đây là khu biển nhân tạo. Cảnh đây quá tuyệt vời cả nhà ơi. Các bạn trẻ đến đây check in là thôi khỏi nói rồi. Xung quanh là núi và dưới là có biển. Thảm cỏ xanh. Rồi, xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Nhớ ủng hộ kênh Ăn Nhậu Dân Dã nha cả nhà.